Dạ, cắt em trái dừa luôn. Dừa nhiêu trái vậy sao quên? 12 ngàn hả? Ok. Đợi xíu. Em uống luôn. Dừa nhập khẩu luôn em. Dạ. Uống luôn tại chỗ. Khỏi khỏi bỏ bịch ni lông anh. Chích cây kim vô, chích vô. À rồi xong. Dừa này 12 ngàn trái nha. Uống nước dừa tốt hơn uống nước ngọt nha các bạn ơi. Uống nước dừa là khỏe á, còn uống nước ngọt là bệnh đó. Nước ngọt với thơm, nước dừa đâu thơm. Nước dừa là nước mắt quê hương á. Rồi em cảm ơn anh. Sáng em không ăn sáng, em uống nước dừa. Dừa ngọt lắm. Dừa ngọt nha các bạn. Sáng em không ăn bánh mì.